về nhà. Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quý nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông xách hai chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ. Đầu tiên, anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất khoảng 11 hay 12 tuổi, hôn nó thật thấm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trong thật tình cảm. Rồi người cha lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm." Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói: "Con cũng thế ạ." Người đàn ông đứng thẳng dậy, nhìn cậu bé lớn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm." Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái nhắm chỉ khoảng 8 tuổi, nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố." Rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dành điều quan trọng nhất cho người cuối cùng." Nói xong, anh choàng tay qua ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là một cặp vợ chồng mới cưới, nhưng không thể, bởi cậu con trai lớn đã 11 tuổi rồi. Đột nhiên, tôi như bị say trước tình yêu của một gia đình và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý. "Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?" "Chúng tôi quen nhau 22 năm và đã cưới nhau 18 năm nay." Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ. "Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?" Tôi hỏi tiếp. Anh ta cười, lắc đầu vẻ hối lỗi: "Đã 2 ngày chẳng rồi đấy." 2 ngày? Tôi thật sửng sốt. Nhìn họ mừng rỡ thế nào. Khi gặp nhau tôi nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên, để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu chuyện: "Hy vọng mai sau kia kết hôn, tôi cũng được như anh chị." Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất: "Đừng hy vọng, hãy tự mình quyết định." Rồi anh mỉm cười, chúc may mắn. Sau đó, gia đình cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất. Đúng lúc đó bạn tôi hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?" Tôi cười, tương lai. Bài học tham khảo: cuộc sống hôn nhân, gia đình hiện tại của bạn được quyết định bởi những gì bạn biết, những gì bạn tin và những gì bạn biết về hôn nhân, về gia đình. Thay đổi cái biết, cái tin, cái hiểu sẽ thay đổi hiện thực. Một hôn nhân hạnh phúc do mình quyết định, không phải chỉ là hy vọng.